Thêm một câu hỏi gửi tới thưa tiến sĩ, ở quê tôi mọi người rất thích ăn thịt chuột đồng, nhưng giờ chuột đồng khá hiếm bởi mọi người phun thuốc nhiều khiến chuột đồng không dám sống nữa. Bây giờ chuột đồng đa phần lại được bắt ở những khu đồng hoang, thậm chí là khu bãi tha ma. Vậy nếu con người ăn thịt chuột được bắt ở bãi tha ma liệu có vấn đề gì không? Xin cảm ơn chương trình. Tôi nói thật với các vị, bây giờ ngày xưa tôi còn bé tôi cũng hay đi bắt chuột, và cái vụ mùa ấy, là vụ thóc của người ta gặt xong là có những cái ruộng nào mà ruộng gặt sau cùng thì chuột ở các nơi nó mới dồn ở đấy, xong đến đầu tiên là phải quây hết cái vùng mà bắt chuột. Chuột đồng ấy ăn, ngày xưa chúng tôi còn bé là hay bắt chuột đồng về ăn, và cũng là sản phẩm đấy ở một số các tỉnh như Bắc Ninh hay là ước lễ đám cưới là phải có thịt chuột ấy, chuột đồng ăn thuộc loại gõ. Ngày xưa chúng tôi vẫn ăn thịt chuột đồng, nhưng bây giờ mà các vị đám cưới tìm đâu ra cái chuột đồng, vì thuốc sâu thì nó cũng chạy hết, nó mới chạy vào những hang cùng ngõ hẻm cống rãnh hoặc là bãi tha ma. Mà bắt cái con chuột ấy vào thì kinh lắm, bởi vì sao? Những con chuột đấy, một là cống rãnh cũng đã bẩn rồi, thứ hai là bãi tha ma. Bãi tha ma thì những cái xác nó phân hủy trên bãi tha ma, nó ngấm một cỏ cây hoa lá bằng đất thì con chuột nó chuỗi đấy từ đấy, thì những cái đấy nó ngấm cỏ lông nó và mõm nó về vào chân nó. Thì ở đây nghe cái chuyện đó đã thấy kinh rồi. Cho nên rằng là những cái bãi tha ma họ cải mã, hoặc là những cái khí phân hủy nó lên nó nhiễm vào cây cối cỏ cây rồi là đất đá, và chuột nó sống ở đấy, thì nguyên cái đấy nó được ăn bằng những thức ăn như vậy thì con chuột đấy khủng khiếp lắm. Chưa kể lông tóc với chân của cái con chuột ấy để chuyện bệnh dịch hạch nữa, hay nhiều cái bệnh hiểm nghèo ở bãi tha ma mà con chuột nó nhiễm phải, nếu như chúng ta ăn những thịt chuột đấy nguy hiểm vô cùng. Cho nên là tôi nghĩ rằng trong cái chuyện có ăn thịt chuột ở cái bãi tha ma hay không thì tôi khuyên mọi người thôi, nó sẽ mắc bệnh dịch hạch và một số các bệnh dịch khác, và thứ hai là rất là bẩn, chuột đã bẩn rồi, chuột cũng sẽ bẩn, rồi chuột ăn ở bãi tha ma còn bẩn hơn, thì chúng ta quên cái chuyện đấy đi, đừng có ham hố ăn thịt chuột. Cảm ơn các bạn đã có những câu chuyện nói về cái lĩnh vực này. Nhưng mà không những chúng ta sát sinh ra có tội, nhưng mà bây giờ ăn những cái con vật ở cái bãi tha ma thì rất mất vệ sinh. Cảm ơn bạn.